Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình có phá từ cái đầu tiên nào? Subway Surfer. Let's go. Wow, wow, wow. Khá là nhanh. Thank you.
và bây giờ thì mình sẽ sang đến ha. Let's go. Okay. Ground control to Major Drone. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Hello Light Spot. Ok. ACT1. So let's go. Thank you.
my god. Được trong căn hầm của ông ta. Let's go, quay trở về thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Micros. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ năm, Tank Stars.
affected. Okay. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hello, Slipper. He and Sis. Đây các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 16 con thú bông. Let's go. Ủa, cậu ta lại ở trong đó, tại sao? Đúng là một đẳng cấp luôn. Không có gì. Đây không có gì luôn. Quá rồi. Các bạn có thể đặt viên gạch này vào kia. Sau đó các bạn nhảy đường đó thì nó dễ hơn. Được thôi, trước mắt mình sẽ nhảy bên này đã. Không có gì cả. Quá rồi, oh my god. Phải đâu. Nhảy đúng chỗ này nhé. Không có gì ở đây. Và có thể ở trên này có một hai con nữa. Thank you.
sẵn là được. Wow. Còn không thì các bạn sẽ đặt viên đá này. Đây. Các bạn sẽ đặt viên đá vào đây. Nhập viên này đây. Sau đó thì mình sẽ đặt xem bên này. Rồi sau đó các bạn để bên này và lấy những thú bông về. Sau đó bỏ vào trong chiếc giỏ. Đi xuống tầng bậc 1. Ở đây có hai chú. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt vào trong chiếc giỏ. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Postmortem. Chuẩn luôn. Rất khó đánh. Fatality. Epic win. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Đầu tiên thì đang là giới thiệu game. Và đây cũng là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Dust Play. So, ok. Be careful. Our first meeting. So, doctor. Thank you.
cái này bắt buộc phải có chìa khóa mới mở ra được. Oh my god. Wow. Đài luôn. Oh my god. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.